Với bề mặt của chiếc TV này thì theo hãng công bố là có tới tối đa 500 vùng làm mờ để cải thiện độ tương phản và cho hình ảnh sống động sắc nét. Chắc hẳn là mọi người đã không còn quá xa lạ với Hisense, là một nhà sản xuất các thiết bị điện tử rất nổi tiếng đến từ Trung Quốc và được thành lập vào năm 1969. Và vào năm 2017 thì Hisense đã mua lại mảng TV của ông lớn TV Toshiba đến từ Nhật Bản và phát triển mảng này cho đến ngày hôm nay luôn. Và ngay bên cạnh An đây, đó chính là một chiếc Google TV OLED có kích thước 65 inch đến từ nhà Hisense. Và mọi người cùng với An tìm hiểu xem là chiếc TV này có gì nổi bật nhé. Tổng quan về ngoại hình thì chiếc TV này không có quá nhiều điểm khác biệt so với các dòng TV đang có trên thị trường hiện nay. Tuy nhiên là nó cũng có một vài điểm nhận diện cho riêng mình. Đầu tiên là ở vị trí đặt tên thương hiệu được đặt ở dưới, phía bên phải và được vát cạnh nhìn khá là mượt mà. Và cạnh dưới này cũng được sơn một lớp màu bạc tạo điểm nhấn, nổi bật hơn hẳn so với ba cạnh viền còn lại chỉ là sơn đen. Theo thông tin từ hãng thì độ mỏng của các viền này chỉ dày khoảng tầm 0.5cm. Chân đế phía bên dưới có dạng chữ T ngược, cấu tạo bằng kim loại, rất là chắc chắn nên bạn có thể để TV lên kệ hoặc lên bàn gì cũng có thể yên tâm. Ở phần phía sau của bộ chân đế còn có một cái chốt nữa, mục đích là để đi dây điện gọn gàng hơn. Với kiểu thiết kế của chiếc TV này thì mình thấy là nó sẽ phù hợp với nhiều không gian. Cho dù là nhà bạn có lối thiết kế hiện đại hay là truyền thống thì chiếc TV này cũng rất là dễ dàng đồng bộ với nội thất hiện có. Tiếp theo là kích thước màn hình. Thì với dòng OLED này chúng ta sẽ có 4 tùy chọn, bao gồm 43 inch, 55 inch, 65 inch và 75 inch, tùy từng không gian và nhu cầu mà các bạn có thể thoải mái lựa chọn một chiếc TV thích hợp cho gia đình mình nha. Và bây giờ thì mình sẽ chia sẻ đến những chi tiết mà mình đánh giá là quan trọng nhất trên một chiếc TV, đó chính là màn hình và khả năng hiển thị của nó. Đầu tiên là ngay ở cái tên cũng đã nói cho tụi mình biết được chất lượng hiển thị tối đa của TV là 4K rồi. Các bạn chỉ cần chọn bất kỳ một nội dung để hiển thị, cho dù là chất lượng nguồn phát có kém chất lượng một chút xíu thì với công nghệ 4K AI Upscaler của chiếc TV này, nó sẽ tự động nâng cấp chất lượng hình ảnh đầu vào lên gần chuẩn 4K nhất. Tiếp theo đó, với công nghệ Full Array Local Dimming thì hãng đã sắp xếp và bố trí lại các đèn LED cho chúng được khích với nhau hơn để giúp đèn nền được chính xác và kiểm soát độ tương phản tốt hơn. Với bề mặt của chiếc TV này thì theo hãng công bố là có tới tối đa 500 vùng làm mờ để cải thiện độ tương phản và cho hình ảnh sống động sắc nét. Còn với trải nghiệm thực tế của mình thì khi xem những phân đoạn phim có nền đen thì TV hiển thị khá ổn. Tất nhiên là nó không bằng những con OLED hay là mini LED. Tuy nhiên là với nhu cầu giải trí cơ bản của mình thì thời gian mình dành để xem phim trên chiếc TV này xứng đáng và chất lượng hơn những gì mình mong đợi. Có được chất lượng hình ảnh 4K và độ tương phản tốt rồi. Tuy nhiên như vậy thì nó vẫn chưa đủ để mang lại trải nghiệm giải trí tốt nhất, và có lẽ là hiểu được điều này nên là hãng đã ứng dụng thêm công nghệ Quantum Dot Color để cải thiện hơn về màu sắc. Theo đó thì công nghệ này sẽ sử dụng những chấm lượng tử để phát ra các bước sóng ánh sáng với độ chính xác cao. Công nghệ này sẽ giúp cho tụi mình xem được rất nhiều màu sắc ở mức độ sáng cực kỳ ấn tượng. Với trải nghiệm thực tế của mình thì với các chế độ màu sắc mặc định thì mình thấy là TV nó cho ra màu nhợt nhạt lắm và mình phải chỉnh lại bằng tay thì chất lượng màu sắc cho ra mới hợp mắt của mình hơn. Nếu như mà các bạn không quá quan tâm về màu sắc hoặc độ sáng thì có thể tùy chọn ở những tùy chỉnh có sẵn của hãng và chọn luôn chế độ Adaptive Light Sensor để bật cảm biến ánh sáng. Thường khi mà mua TV về thì mọi người hay đặt nó ở trong phòng khách hoặc là phòng ngủ đúng không? Tuy nhiên là với phòng khách thì thường sẽ có bố trí nhiều đèn và ánh sáng mặt trời, còn ở trong phòng ngủ thì thường chúng ta sẽ tắt hết đèn đi xem phim giống như là trong rạp vậy đó, xem xong rồi ngủ luôn. Vậy nên là khi xem chế độ này, TV sẽ tự nhận biết ánh sáng môi trường xung quanh và tự cân chỉnh để hiển thị đến tụi mình những hình ảnh tốt nhất. Trong quá trình xem phim hoặc là YouTube thì mình để ý là những phân đoạn mà có quá nhiều chi tiết, ví dụ như là nhìn toàn cảnh thành phố từ trên cao xuống đi, thì nếu như chú ý kỹ mọi người sẽ thấy tình trạng một vài điểm bị nhảy sáng. Tuy nhiên là phải thực sự rất là chăm chú thì mình mới phát hiện ra những cái khuyết điểm này, cho nên mình đánh giá đây là một lỗi mà cũng có thể bỏ qua được. Và mọi người yên tâm là nó cũng sẽ không có ảnh hưởng quá nhiều đến trải nghiệm giải trí của gia đình mình đâu. Trong những chế độ cài đặt sẵn của hãng thì mình đánh giá khá cao chế độ AI Sport Mode vì nó hỗ trợ chỉnh nét những chuyển động nhanh giúp tụi mình có cảm giác chân thật nhất trong trận bóng đầy kịch tính. Và đi kèm với AI Sport Mode là chế độ AI Picture. Với chế độ này thì TV sẽ tự phân tích bố cục của từng khung hình và điều chỉnh độ sáng, độ phân giải, cài đặt màu sắc vân vân để mỗi cảnh phim hay game đều sẽ được tối ưu tốt nhất khi truyền hình ảnh đến tụi mình. Ngoài những công nghệ riêng của hãng được áp dụng như nãy giờ mình chia sẻ thì chiếc TV này của Hisense cũng được áp dụng các công nghệ hỗ trợ định dạng HDR quen thuộc như là HDR10+,
Plus, HDR400 nit, HLG, Dolby Vision IQ. Với việc được hỗ trợ nhiều định dạng HDR như vậy thì các bạn không cần phải lo lắng về chất lượng video hay là khả năng tương thích của TV nữa, bởi vì hầu hết hiện nay là trên Netflix hoặc YouTube các bộ phim và video đều đã được hỗ trợ rồi. Khi bạn chọn một bộ phim thì hãy xem ở góc bên trên có biểu tượng này là chế độ Dolby đã tự động được kích hoạt. Còn ở trên YouTube thì các bạn có thể xem trong phần cài đặt nhé. Và để điều khiển tất cả những công nghệ trên thì nhờ vào bộ xử lý High View Engine, cũng chính là bộ não của chiếc TV này. Con chip này sẽ quản lý tất cả những gì liên quan đến chất lượng hình ảnh, đèn nền, độ tương phản, v.v. phân tích và điều chỉnh TV theo thời gian thực và giúp cho TV hoạt động trơn tru, đáp ứng đầy đủ nhu cầu giải trí của chúng ta. Về âm thanh thì mình thấy là chiếc TV này đủ để đáp ứng nhu cầu giải trí cơ bản, và không gian trải nghiệm của mình là khoảng 40m², mình chỉ cần bật âm lượng ở mức 20-25 thôi là dư sức nghe rồi. Tổng công suất của hai loa có trên TV là 20W, tuy nhiên là nhờ công nghệ Dolby Atmos giúp tái tạo và giả lập âm thanh vòm, giúp âm thanh phát ra lan tỏa đến nhiều hướng và nâng cao tính chân thật. Và tất nhiên là nó chỉ dừng lại ở mức giả lập thôi. Còn nếu như bạn nào mà mình có nhu cầu cao hơn thì mọi người có thể đầu tư thêm một bộ soundbar để nghe hay hơn nha. Ngoài việc xem phim, nghe nhạc, coi YouTube ra thì ở trên chiếc TV này còn có một công nghệ nữa để hỗ trợ cho mọi người trong việc chơi game, đó chính là chế độ Game Mode Plus. Khi bật chế độ này, ba tính năng chính dành riêng cho game sẽ được kích hoạt, bao gồm chức năng đầu tiên là VRR, sau đó là On-Aim và cuối cùng là Ultra Smooth. Với chiếc TV này thì nó có tần số quét màn hình là 60Hz, thì nhiều bạn sẽ nghĩ là đây là một con số khá thấp so với màn hình và công nghệ TV của hiện tại. Tuy nhiên là với ý kiến cá nhân của mình thì những chiếc TV có tần số quét màn hình là 120Hz trở lên, nó sẽ thật sự được kích hoạt khi mà chúng ta chơi game thôi. Còn với đa phần nguồn phim và YouTube hiện giờ thì một chiếc TV với tần số quét 60Hz thôi đã là đủ đáp ứng rồi. Chưa kể đến là những con TV có tần số quét 120Hz thì giá của nó cũng sẽ cao hơn đáng kể so với con 60Hz này. Phía sau của TV sẽ có đầy đủ các cổng kết nối từ HDMI cho đến jack 3.5 để kết nối với loa, thậm chí là có luôn cả cổng LAN và USB giúp các bạn kết nối với các thiết bị chơi game và âm thanh một cách thoải mái. Cuối cùng thì chiếc TV này sử dụng hệ điều hành của Google TV mà mình rất là thích. Lý do đầu tiên đó là bởi vì giao diện của Google TV rất là thân thiện và dễ sử dụng, nó không quá rắc rối như một số giao diện của các dòng TV hiện nay. Những chương trình mà mình hay xem thì nó sẽ thể hiện ở đây hết. Còn nếu như bạn dùng Netflix để xem phim thì nó cũng hiện lên những bộ phim mà mình đang xem dở ở bên dưới này, rất là dễ để tụi mình truy cập vào. Lý do thứ hai mình thích hệ điều hành này đó chính là độ mượt của nó. Như các bạn thấy nè, cho dù mình có nhấp liên tiếp ở trên remote thì TV vẫn phản hồi rất là nhanh. Riêng với bản remote này thì mình thấy cầm khá chắc tay, các nút được hoàn thiện tốt, bấm vào có độ nảy. Các phím trên remote thì cũng khá là đơn giản, chỉ cần vài phút làm quen thôi thì bạn đã dễ dàng sử dụng nó được rồi. À, mà chiếc remote này thì nó còn có khả năng điều khiển từ xa bằng giọng nói nữa, để mình sẽ thử cho các bạn xem nha. Hôm nay có mưa không? Không, ở thành phố Hồ Chí Minh hiện không mưa. Ngoài giải trí ra thì chiếc TV này còn có khả năng đồng bộ từ màn hình điện thoại lên màn hình TV qua những ứng dụng Miracast, Chromecast hoặc là AirPlay 2. Các ứng dụng này sẽ rất tiện lợi khi chúng ta chiếu ở trong cuộc họp, thảo luận nhóm khi học tập. Cuối cùng là ngoài việc điều khiển bằng remote ra thì chiếc TV này còn có thể điều khiển trực tiếp bằng giọng nói luôn. Hey Google, bật kênh YouTube của Điện Máy Xanh. Đó, mọi người thấy là nó phản hồi rất là nhanh chứ không bị giật lag như ở trên các dòng Android TV đâu nha. Với chiếc TV này, hiện Điện Máy Xanh đang bán với giá là 15.990.000 đồng. Hoặc nếu như các bạn mua trúng vào những dịp có khuyến mãi thì giá còn rẻ hơn nữa. Nếu như các bạn đang cần thêm lựa chọn thì có thể xem thêm những sản phẩm cùng phân khúc ở trên màn hình nha. Với một chiếc TV được hỗ trợ các công nghệ về độ mượt, sắc nét, âm thanh thì chân thật và hệ điều hành rất là thân thiện, dễ sử dụng của Google, thì mình nghĩ đây sẽ là một chiếc TV rất phù hợp với các bạn đang muốn cải thiện trải nghiệm giải trí của bản thân mình và gia đình. Hoặc là nếu như chiếc TV của nhà bạn đã cũ rồi, hệ điều hành của nó khiến cho các bạn cảm thấy khó chịu vì không còn được mượt mà nữa, thì đây cũng là một sản phẩm rất xứng đáng để mọi người cân nhắc. Và thông tin chi tiết về chiếc TV này cũng như giá bán thì mình sẽ cập nhật ở dưới đường link mô tả bên dưới nha. Mọi người có thể ấn vào và xem thêm thông tin chi tiết. Còn video ngày hôm nay thì xin được phép kết thúc tại đây. Nếu như mọi người thấy video hay và hữu ích thì cũng đừng quên cho Điện Máy Xanh một like và một subscribe nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.